Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan đã kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn quận Liên Chiểu. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đã kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh. Đây là dự án nhà nước và nhân dân cùng làm, hiện vẫn vướng 14 hồ sơ nên tuyến đường kéo dài chưa thể hoàn thành. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị quận Liên Chiểu khẩn trương họp rà soát để đề xuất phương án thành phố xử lý theo quy định, sớm có mặt bằng để thi công hoàn thành tuyến đường. Tại dự án cải tạo nâng cấp đường Tô Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị các ngành liên quan hoàn tất các bước để thi công nhánh số 2 của dự án, trong đó yêu cầu đơn vị thi công huy động nhân vật lực tập trung thi công để hoàn thành tuyến đường này trước Tết Nguyên đán sắp tới, không để kéo dài ảnh hưởng đời sống người dân. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại dự án trục 1 Tây Bắc đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến nút giao quốc lộ 1A và yêu cầu quận Liên Chiểu tiếp tục tập trung giải quyết các vướng mắc, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Đối với trường hợp đã giải quyết thấu tình đạt lý nhưng vẫn không bàn giao thì tiến hành xử lý hành chính để dự án triển khai thi công khớp nối. Đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Lăng Vân, qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các ngành liên quan tập trung hoàn thành các bước để điều chỉnh quy hoạch. Quận Liên Chiểu phối hợp với các đơn vị triển khai các tổ đo đạc, kiểm đếm và nhanh chóng chi trả chế độ đền bù giải tỏa cho người dân trong vùng dự án. Đến ngày 31 tháng 12 năm nay, phải hoàn thành công tác giải tỏa giai đoạn 1 và đến tháng 5 năm 2022, hoàn thành giai đoạn 2 dự án để nhà đầu tư triển khai dự án.